người và thoát tội, cách chính quyền Trung Quốc rũ bỏ trách nhiệm về mọi cuộc thảm sát. Ngày 4 tháng 6 năm 1989, hàng trăm ngàn binh lính Trung Quốc được huy động đến quảng trường Thiên An Môn để đàn áp cuộc biểu tình vì dân chủ của sinh viên và trí thức. Quân đội nã súng vào những người biểu tình, tay không tấc sắt, nghiền nát họ bằng xe tăng, thu gom xác bằng xe ủi và phóng hỏa phi tang. Tôi rất sốc khi xem video về vụ thảm sát Thiên An Môn. Suốt 13 năm ở Trung Quốc, tôi thật sự chưa từng thấy người Trung Quốc sẵn sàng mạo hiểm mạng sống của mình vì người khác. Nhưng hôm đó, họ đã liều mình giải cứu các sinh viên trong cơn mưa đạn. Đây không phải là cuộc thảm sát duy nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cứ khoảng 10 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đàn áp một nhóm người thiểu số. Tôi nghĩ chủ yếu là để gieo rắc nỗi sợ hãi cho phần đông dân chúng. Chỉ xét ba chiến dịch đàn áp đã diễn ra kể từ năm 1950. Chiến dịch Đại Nhảy Vọt đã làm khoảng 40 triệu người chết đói. Cuộc cách mạng văn hóa diễn ra từ năm 1966 đến năm 1976, có lẽ đã giết thêm 2 triệu người nữa. Thảm sát Thiên An Môn năm 1989, quân đội đã giết chết 2.000 người chỉ vì họ tìm kiếm sự công khai và dân chủ. Đúng 10 năm sau sự kiện Thiên An Môn, một cuộc thảm sát mới đã bắt đầu và tiếp diễn đến ngày nay. Nạn nhân có thể bị tra tấn đến chết, hoặc bị giết để lấy nội tạng chỉ vì họ tập luyện môn khí công theo nguyên lý chân thiện nhẫn, pháp luân công. Cũng như mọi cuộc tàn sát, ít người biết đến sự thật và vai trò của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại có thể che giấu tội ác hết lần này đến lần khác? Một điểm chung là mọi cuộc đàn áp đều đi kèm với chiến dịch tuyên truyền vu khống. Những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm trong vụ Thiên An Môn, cũng như mọi hành động bạo lực của họ, bắt đầu vào năm 1949, chống lại địa chủ, sau đó là phong trào chống cánh hữu vào cuối những năm 1950, kế đến là nạn đói năm 59 đến năm 61, sau đó là cách mạng văn hóa. Họ đều che giấu và dối trá về những gì đã xảy ra, đó cũng là điều họ đang làm với Thiên An Môn. Ngay sau vụ việc, chính quyền Trung Quốc nói rằng không có phát súng nào, không ai bị giết hại. Câu chuyện sau đó trở thành cái mà họ gọi là những tên tội phạm, những kẻ phản cách mạng, tấn công cảnh sát và quân đội, giết nhiều cảnh sát và binh sĩ. Vì vậy, nếu có phát súng nào, thì đó hoàn toàn là để bảo vệ người dân bị tấn công bởi các phần tử phản cách mạng. Đó là lời nói dối trắng trợn. Họ khiến bạn mất khả năng tự suy xét. Toàn thân tôi bị biến thành con robot. Chỉ biết làm những gì đã được lập trình. Do vậy, bất cứ ai, nếu tự đặt cho mình cái danh hiệu nào khác với Đảng Cộng sản hay đảng viên, thì họ sẽ bị đối xử như kẻ thù của nhà nước. Vì thế mà họ thậm chí không được coi như con người và phải chịu bất cứ hình thức trừng phạt nào. Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn dựng lên những kẻ thù như vậy, nhưng họ không chỉ dán nhãn cho ai hay nhóm nào đó là kẻ thù, mà còn phát động những chiến dịch tuyên truyền. Điều đó rõ ràng là đúng với trường hợp của Pháp Luân Công. Họ bôi nhọ, chà đạp nhân phẩm và cô lập những người này, khiến ít người thực sự nhận biết được điều gì đang diễn ra. Họ sẽ nói, Pháp Luân Công là kẻ thù, học viên Pháp Luân Công không phải là người, chúng ta có thể làm bất cứ điều gì đối với họ. Còn cả áp lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nếu bạn không nghe theo, toàn bộ những yếu tố ấy hợp lại đã dẫn tới hậu quả khủng khiếp này. Những giá trị đạo đức và niềm tin về nhân quả báo ứng của người Trung Quốc đã bị chôn vùi qua các cuộc vận động chính trị liên miên, thay vào đó là nỗi sợ hãi.
sự phục tùng và cố ý làm ngơ trước cái ác. Ngày nay, khi tôi nói chuyện với thế hệ cha tôi vẫn cảm nhận được nỗi sợ, nỗi ám ảnh mà họ đã trải qua. Cách mạng văn hóa là thảm kịch lớn trong lịch sử Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn phá hoại văn hóa truyền thống. Cái mà họ hủy hoại là bản tính con người, vốn là yếu tố tạo nên xã hội, là nền tảng của xã hội chúng ta. Lòng tốt giữa người với người. Thế hệ của cha tôi lớn lên trong thời cách mạng văn hóa. Họ chứng kiến cảnh người thân, bạn bè bị đem ra sỉ nhục giữa nơi công cộng. Cái cảnh ấy luôn tồn tại trong ký ức của họ. Vì thế người Trung Quốc đành phải học cách cúi đầu và dối lòng mình. Nhà báo Louis Yalim gọi Trung Quốc là Cộng hòa nhân dân lãng quên. Khi người dân chủ động xóa nhòa ký ức vì vụ thảm sát Thiên An Môn mà chính quyền muốn tẩy não. Trong cuốn sách của tôi, đúng là tôi lập luận rằng lãng quên không chỉ là trạng thái áp đặt từ trên xuống dưới, mà người dân thực sự cộng hưởng vào đó. Họ đồng loạt chọn cách im lặng. Người ta làm thế vì cảm thấy rằng họ phải trả giá rất đắt nếu ghi nhớ sự kiện ngày 4 tháng 6. Càng có tuổi, họ càng muốn bảo vệ gia đình. Họ muốn đảm bảo cho con cháu có thể tồn tại và phát triển. Vì vậy, ngay cả những người từng tham gia vào cuộc biểu tình, thường cũng không kể cho con cháu họ về những gì đã xảy ra. Những người bị thương trong cuộc biểu tình thì dựng lên câu chuyện nào đó để con cháu không biết sự thật, vì cái giá phải trả để biết sự thật giờ được coi là quá đắt, đến nỗi không ai muốn biết nữa. Bên cạnh đó là hoạt động kiểm duyệt Internet gắt gao, nhằm đảm bảo người dân không biết đến thông tin bên ngoài những lời tuyên truyền. Tôi sinh ra ở Trung Quốc. Khi còn ở đó, tôi tin mọi điều mà tôi được dạy. Đến khi sang Canada, tôi nhận được món quà quý giá nhất. Đó là cơ hội xây dựng lại thế giới quan của mình. Tôi muốn tìm hiểu những điều mà tôi bị giấu giếm. Vì thế, tôi tìm kiếm thông tin về tất cả những chủ đề mà các thầy cô giáo ở Trung Quốc coi là nhạy cảm. Tôi đã xem những video về cuộc đàn áp tàn bạo, vụ thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Sự kiện đó gần như đã bị xóa sạch khỏi ký ức của người Trung Quốc. Tôi còn biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Vào cuối những năm 90, đã có 70 đến 100 triệu người Trung Quốc theo tập môn thiền định ôn hòa này của trường phái Phật gia. Đảng Cộng sản Trung Quốc lúc bấy giờ, với nỗi sợ không tưởng, đã trở nên đố kỵ với sự phổ biến của môn tộc, bắt nguồn từ truyền thống Trung Hoa cổ xưa, đó là đức tin, hoàn toàn khác biệt với Đảng Cộng sản Trung Quốc, theo chủ nghĩa vô thần. Vì thế, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh cấm Pháp Luân Công vào năm 1999, xuất phát từ sự đố kỵ và lo sợ, và từ đó liên tục tuyên truyền chống lại môn tộc này. Ngay cả nghị quyết nêu rõ vấn đề như thế này thì vẫn có trở ngại vì tuyên truyền tràn ngập từ chính quyền Bắc Kinh. Vụ khống Pháp Luân Công là giáo phái cực đoan. Như tôi đã nói, tôi đã gặp hàng trăm học viên Pháp Luân Công. Họ không phải giáo phái, không phải tà giáo, không thu tiền, không tẩy não, không có bất cứ đặc điểm nào của tà giáo. Khi biết được những điều này, tôi mới nhận ra mình đã bị lừa mị cả cuộc đời. Đúng là nỗi hổ thẹn sâu sắc khi biết rằng toàn bộ niềm tin của bạn được dựa trên sự dối trá khủng khiếp. Trùm phát xít Hitler từng tuyên bố, nếu nói dối đủ lớn và cứ tiếp tục lặp đi lặp lại lời dối trá của mình, quần chúng rồi sẽ tin vào lời dối đó. Chính quyền Trung Quốc đã áp dụng triệt để lý thuyết này và thành công trong các cuộc thảm sát nhân dân. Kết quả là nhiều người tin theo những lời tuyên truyền, nhắm mắt làm ngơ, hoặc thậm chí không nhận thức được tội ác đang diễn ra. Một ngành công nghiệp khổng lồ mờ ám và vô đạo đức vì bán nội tạng cho người nước ngoài đã phát triển ở Trung Quốc. Nạn thu hoạch nội tạng có hệ thống cho nhà nước hậu thuẫn từ các tù nhân lương tâm không tự nguyện hiến tặng, đặc biệt là tù nhân lương tâm Pháp Luân Công, hiện đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Hoạt động này là hoàn toàn không thể chấp nhận nổi và phải chấm dứt ngay lập tức. Vì họ tin vào chân thiện nhẫn sao?
Bản thân tôi và chắc hẳn đa số mọi người đều không thể hiểu nổi tại sao trên đời này lại có thứ chính quyền đối xử với người dân của mình như thế. Vấn đề lớn không phải là tại sao họ làm vậy và làm như thế nào, mà là tại sao những người ngoài cuộc như chúng ta không phản ứng tích cực hơn hay khác đi. Tôi cho rằng nguyên nhân là vì có quá nhiều người cố ý làm ngơ. Họ muốn kiếm tiền, họ có lý do cá nhân, doanh nghiệp hay chính phủ khi muốn làm ăn với Trung Quốc. Do đó họ lờ đi sự việc này, vì như thế sẽ thuận lợi hơn. Đây là thời điểm phải xác định chúng ta, với tư cách là con người, có thể làm gì. Chúng ta có thể tham gia vào việc gì? Chúng ta có thể phạm sai lầm đến đâu? Ở Trung Quốc, chuyện mổ cướp nội tạng không chỉ có thật, mà còn được nhà nước hậu thuẫn. Nó được điều hành bởi chính quyền Trung Quốc. Pháp Luân Công với chính quyền Trung Quốc ngày nay cũng tương tự như người Do Thái dưới thời Đức Quốc xã trong Thế chiến. Chúng ta đều cần phải lưu tâm đến việc này và có cái nhìn mới về Trung Quốc. Ở Đức, khi phủ nhận nạn diệt chủng người Do Thái là phạm pháp, trẻ nhỏ ở Đức được dạy chính xác về những gì đã xảy ra, nên còn có những cách khác. Nhưng chính phủ Đức dám đối diện với việc này. Còn Trung Quốc, tôi không muốn nói là Trung Quốc, mà là Đảng Cộng sản Trung Quốc không dám đối mặt với nó. Họ không muốn nghe nói đến nó. Cầm quyền là một nhóm giết người hàng loạt. Đó là lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lịch sử giết người hàng loạt, trong khi kẻ giết người vẫn tại vị, nên nó cứ tiếp diễn, trừ phi có hành động để chấm dứt sự việc này. Một trong những cách nó thay đổi là mở rộng ra toàn cầu, mô tính bất hại trên toàn cầu. Ý tôi là có rất nhiều chế độ khủng bố, nhưng Trung Quốc là một dạng đặc biệt ở chỗ sự bất hại của nó lan đến mọi nơi. Tôi cho rằng có thể coi đây là lúc nhiều người nhận ra rằng đây không chỉ là vấn đề của người Trung Quốc ở Trung Quốc, mà là vấn đề toàn cầu, rằng vấn đề xảy ra ở đây liên quan đến người dân thuộc mọi sắc tộc, mọi quốc gia.